mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện Bám đại gia để mong đổi đời, cuối cùng thì tàn tạ thân xác. Tuyết là một cô gái trẻ đẹp, tuy nhiên vì gia cảnh khó khăn nên cô luôn cố gắng làm mọi cách để đổi đời. Trong một lần đi chơi với đám bạn, Tuyết đã chấm một chàng trai giàu có và chịu chơi tên Hùng. Không khó để Tuyết tiếp cận Hùng, bởi chưa kịp hành động thì Hùng đã tự dẫn xác tới trước mặt cô. Hùng tình nguyện đưa đón Tuyết đi làm, đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Dù không ai chịu thừa nhận nhưng mọi người đã ngầm hiểu Tuyết và Hùng đã là một đôi. Kể từ ngày yêu Hùng, Tuyết có mọi thứ mà cô muốn. Chỉ cần Tuyết bảo muốn sống trong một căn biệt thự rộng lớn thì Hùng không ngần ngại vung tiền mua ngay cho cô. Khi Tuyết bảo muốn có xe sang đi lại, ngày hôm sau một chiếc siêu xe đã đậu ngay trước biệt thự của cô. Tuyết cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn kể từ khi gặp Hùng. Ngay cả bạn bè cũng nhìn Tuyết bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ trước tình yêu Hùng dành cho cô. Tuyết đã từng thắc mắc tại sao Hùng lại hết lòng chiều chuộng cô như vậy, nhưng Hùng chỉ cười và bảo bởi vì anh yêu em. Tuyết đã tin tưởng cho đến khi sự thật phơi bày khiến cô chết điếng. Hùng không hề yêu thương Tuyết, anh chỉ lợi dụng cô để được những thứ anh ta muốn. Tối hôm đó, Hùng dẫn Tuyết đi ăn với bạn của anh. Trong bữa ăn, Tuyết cảm thấy tâm trạng bất ổn bởi những người trong bàn nhìn cô kiểu soi mói và đánh giá một món hàng. Hùng bảo bọn họ đều là bạn thân của anh, nhưng cô không nhận ra ai trong số họ. Tất cả họ đều là những người xa lạ. Bọn họ chỉ có mẽ ngoài là lắm tiền và tuổi tác không còn trẻ. Khi đang ăn dở thì Hùng đứng dậy bước ra ngoài, anh bảo có cuộc điện thoại quan trọng cần phải nghe. Tuyết níu tay anh như cầu xin anh đừng bỏ cô lại với đám người này. Nhưng Hùng đã gạt tay Tuyết phũ phàng, anh cúi xuống thì thầm vào tai Tuyết. Bọn họ đều là những kẻ lắm tiền đấy, em nên chớp lấy cơ hội. Tuyết không còn tin vào tai mình. Cô nhìn anh với ánh mắt khó tin, Hùng cười đầy ẩn ý và trước khi đi anh nói to với những người ngồi quanh bàn. Cô ấy vẫn chưa có bọn trai đâu, anh nào muốn tán người đẹp thì về chi đậm đấy. Tuyết luống cuống định bước theo Hùng thì một gã đàn ông đã ấn cô ngồi lại ghế. Gã rót bia vào ly và bắt cô uống cạn, giọng gã lè nhè. Em đẹp thật đấy, còn đẹp hơn bà vợ của anh. Em muốn gì anh cũng sẵn lòng chiều, chỉ cần em ngoan và biết nghe lời. Bàn tay không đứng đắn của gã sộc thẳng vào váy Tuyết, cô hốt hoảng gạt tay gã ra. Những gã đàn ông xung quanh cười rộ lên và nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát như hổ đói. Mồ hôi của Tuyết túa ra như mưa. Tuyết biết chắc đây không đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn, đây chính xác là một cuộc giao dịch đổi chác. Điều Tuyết cảm thấy nực cười là sao Hùng lại tin chắc cô sẽ tham gia vào trò chơi của những gã lắm tiền này. Cô thích tiền thật nhưng cô vẫn còn lòng tự trọng. Khi cuộc gặp gỡ của những kẻ lắm tiền giải tán, gã đàn ông giở trò sàm sỡ với Tuyết đã nói lý nhí vào tai Hùng. Ánh mắt không đứng đắn của gã nhìn Tuyết như biết chắc cô sẽ thuộc về gã trong nay mai. Hùng liên tục gật đầu khi nghe gã nói, thỉnh thoảng anh liếc về Tuyết và cười rất hài lòng. Khi Hùng chở Tuyết về nhà, anh đã bảo, ngày mai em ăn mặc mát mẻ chút, anh sẽ đưa em đi gặp Cường, lão có vẻ thích em lắm đấy. Tuyết giơ tay định tát vào mặt Hùng nhưng đã bị anh ta giữ chặt lại. Anh hất hàm bảo, em quên căn biệt thự này ai tặng em à, sổ đỏ anh vẫn chưa giao cho em đâu, xe em đang lái cũng thế, giấy tờ vẫn là anh đứng tên, nếu em muốn những thứ này thuộc về em thì em phải nghe lời. Tuyết cay đắng nhìn Hùng như kẻ xa lạ, cô gào lên, vậy là anh đã lên kế hoạch cho mọi chuyện đúng không, tôi sẽ trả lại tất cả, anh nghĩ anh có thể điều khiển được tôi sao? Hùng tiến lại gần Tuyết, anh cúi sát vào mặt cô và phun ra những lời mỉa mai. Em đừng tự dối lòng nữa. Nếu như em có thể trả lại anh những thứ này thì lúc ban đầu em đã không nhận. Loại phụ nữ như em quá dễ đoán. Em chỉ muốn nhiều hơn thôi. Làm gì có chuyện ói ra trả lại cho người khác. Mai anh sẽ đến đón em đi gặp lão ấy. Tranh thủ mà đào mỏ đi nhé. Hùng lái xe đi bỏ lại Tuyết bủn rủn đứng không vững trước căn biệt thự mà cô đã sung sướng khi Hùng bảo tặng cô. Giờ Tuyết mới nhận ra cô đã quá ngây thơ khi tin vào tình yêu mà Hùng luôn miệng thề thốt. Ngày hôm sau đúng hẹn, Hùng chờ Tuyết đến một nhà hàng. Anh quay sang nhìn Tuyết và gật gù bảo, đúng rồi, phụ nữ phải ngoan thì mới được đàn ông yêu thương. Em vào đi, em muốn gì thì cứ làm nũng với lão ấy. Phải nhớ nơi kết thúc cuộc hẹn của em và lão là khách sạn đấy nhé. Xong chuyện thì anh sẽ đón em về. Tuyết rời khỏi xe, cô cảm thấy như mình đang bước vào chỗ chết vậy. Nhưng cô không thể quay đầu lại được nữa. Những lời Hùng nói với cô quả thật không sai. Chỉ cần ngoan ngoãn và nhịn nhục một tí thì cô sẽ có tất cả. Sau khi dùng bữa với Cường, Tuyết nhõng nhẽo đòi gã trở đi mua trang sức. Cường lập tức đồng ý ngay. Đến tiệm trang sức, Tuyết tha hồ chọn trang sức đắt giá mà cô muốn. Cường trả tiền mà không tiếc tay. Tiếp theo cả hai dắt díu nhau vào khách sạn. Cường đã giày vò Tuyết trên giường như một kẻ biến thái. Dù đau đớn và tủi nhục nhưng Tuyết đành cắn răng chịu đựng bởi con đường này cô đã lỡ xa chân rồi. Rời khỏi khách sạn với cơ thể đau nhức ê ẩm, Tuyết chỉ muốn nguyền rủa Cường. Gã ấy đúng là loại đàn ông cuồng dâm và bệnh hoạn. Y hẹn Hùng đã đợi sẵn Tuyết trước khách sạn. Khi anh mở cửa cho cô, Hùng đã thấy rất nhiều trang sức trong túi xách của Tuyết. Anh cười khoái trá, đáp, mệt một chút nhưng thu về cũng không tệ nhỉ.
Trên đường về, Hùng vừa lái xe vừa bảo: "Về nhà nghỉ ngơi, hai ngày sẽ có gã khác sẵn lòng để em đào mỏ đấy." Tuyết nhìn Hùng và hỏi điều cô đang thắc mắc: "Anh chăn gái từ bao giờ vậy? Rốt cuộc tôi phải ngủ với bao nhiêu gã đàn ông thì anh mới vừa lòng?" Hùng trả lời bâng quơ: "Cái biệt thự em đang ở và chiếc xe mà em lái đi chơi với bạn bè ấy, nhẩm tính ra cũng tiền tỷ đấy. Ngủ với vài gã lắm tiền là em lời ngay." Kể từ hôm ấy, Tuyết không nhớ cô đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông. Thân thể của cô ngày một tàn tạ. Nhiều lần cô khóc trong tủi nhục vì gặp những kẻ bệnh hoạn. Những lời hứa suông của Hùng cứ bay theo mây gió. Sổ đỏ biệt thự và giấy tờ chờ mãi vẫn không thấy đưa tận tay. Cho dù Tuyết có thể thu về trang sức và tiền bạc, nhưng những thứ ấy chẳng thấm vào đâu so với sự giày vò và thể xác mà cô đang phải chịu đựng. Một hôm, Tuyết chết điếng vì đang mây mưa với đại gia trên giường thì cảnh sát ập vào bắt vì hành vi mại dâm trái phép. Hùng đã bị bắt trước đó và khai ra cô. Giờ đây, Tuyết đang phải đối mặt với bản án nhơ nhuốc vì bị truy tố trước pháp luật. Tuyết không bao giờ ngờ mộng đẹp giàu sang của cô lại gánh chịu hậu quả nặng nề đến vậy. Bây giờ cô có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tâm sự có tiêu đề: Chồng nói dối trắng trợn và quyết định không khoan nhượng vợ. Còn gần 30 phút nữa mới tan cuộc họp, nhưng chị vẫn phải xin phép về trước. Càng về cuối năm, công việc càng bận rộn khiến chị chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay là Chủ nhật, nhưng cả văn phòng vẫn đi làm để bàn về kế hoạch sản xuất hàng sắp tới. Nếu không có cuộc gọi của con gái, thì chị đã có thể hoàn thành cuộc họp. Vậy là chị lại phải chịu một cơn mưa trách móc của giám đốc mới xin được về trước. Chị nhớ là lúc trưa khi chuẩn bị đi làm, chị đã dặn chồng phải lo cho con. Dù sao anh cũng không phải đi làm nên chuyện cơm nước phải đảm bảo. Anh đã gật đầu đồng ý và hứa sẽ không ra ngoài nhậu nhẹt cho tới lúc vợ về. Vậy mà con bé lại gọi điện đến mếu máo bảo rằng: "Mẹ, con đói lắm rồi." Chị vội vàng chạy xe về nhà mà lòng như lửa đốt, gọi cho anh thì máy lại khóa. Vừa về đến cổng, con bé đã chạy ao ra, thúc thích kêu ở nhà một mình nên sợ. Khi hỏi về chuyện anh đi đâu thì con bé chỉ lắc đầu bảo không biết. Chị điên hết cả người, vừa dắt con vào nhà vừa nghĩ: anh có thể đi đâu được chứ? Có đi ra ngoài thì cũng phải cho con bé theo cùng, chứ sao lại để nó nhịn đói và ở một mình. Rồi chị chột dạ khi nghĩ đến cả một tháng nay anh có biểu hiện rất lạ, nhất là từ lúc anh được đề bạt lên chức trưởng phòng thì sự thay đổi càng rõ rệt hơn. Trước khi đi làm, anh phải đứng cả tiếng trước gương để chải chuốt, về nhà cũng muộn hơn trước và ít khi ăn cơm với mẹ con chị. Nhiều lần nằm ngủ, chị gặng hỏi thì anh chau mày, bảo chị nghĩ lung tung. Anh giải thích rằng giờ anh đã là sếp rồi, ăn mặc phải chỉnh chu, về muộn là điều bình thường vì còn phải tiếp đãi đối tác, em nên làm quen với việc đó đi là vừa. Nghe anh nói thế thì chị cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, chứ cũng không hỏi thêm làm gì. Chỉ có điều khiến chị buồn lòng là suốt một thời gian anh không màng đến chuyện chăn gối. Là phụ nữ, chị biết mình không nên chủ động khơi gợi chuyện đó, nhưng nhiều lúc cũng thấy tủi vô cùng. Con gái đã gần 4 tuổi, chị muốn gia đình lại có thêm thành viên mới, nhưng anh thì chẳng đã động gì. Đồng hồ điểm 20 giờ tối, anh mới mò về nhà. Vừa thấy anh, chị đã giận dữ hỏi cặn kẽ xem anh đi đâu để con nhịn đói. Vậy mà anh chị trả lời một cách bình thản: anh xin lỗi hai mẹ con, mấy ông bạn gọi anh đi nhậu nhưng lại không nỡ từ chối, nên phải đi em à. Bà con đó có nhịn đói một lúc thì cũng có sao đâu, đằng nào thì em cũng đã về kịp con gì. Chị uất nghẹn đáp trả: anh nói thế mà nghe được à? Đi ra ngoài và bỏ con nhịn đói mà anh coi là chuyện nhỏ hả? Nếu để con một mình mà nó bị bắt cóc thì anh tính sao đây? Anh là bố thì anh phải có trách nhiệm chứ. Vậy mà anh vẫn không chịu hối lỗi mà còn sừng sồ lại. Cô bảo tôi có trách nhiệm, thế cô thì sao? Cô làm mẹ thì sao không mang con đến chỗ làm để bắt tôi phải trông chứ? Đi làm cả tuần chưa đủ hay sao mà còn ham luôn cả chủ nhật? Tiền tôi đưa mỗi tháng vẫn thiếu à? Sau đó anh đùng đùng bỏ lên phòng với vẻ mặt tức giận. Chị không ngờ anh lại phản ứng như thế. Trước đây có đi hội họp hay dự tiệc ở đâu, anh cũng động viên chị nên đi mà cứ để con ở nhà anh trông hộ cho. Giờ chỉ vì một cuộc họp đột xuất, chị nhờ anh chăm nom con gái, thì anh lại chối bỏ trách nhiệm và quát mắng chị nữa. Anh thay đổi đến mức chị phải choáng váng. Sáng hôm sau, khi chị chuẩn bị đi làm thì không nhớ điện thoại của mình đã để ở đâu. Tranh thủ lúc anh vào nhà vệ sinh, chị cầm máy chồng để gọi thử thì phát hiện có một tin nhắn cũng vừa kịp đến. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình của một số lạ mà bắt đầu bằng cách xưng em khiến chị quá đỗi tò mò, liền mở ra xem. Thế rồi chị choáng váng và như hóa điên trước dòng tin: em vừa đến công ty, anh đã đi làm chưa? Cảm ơn anh yêu vì bữa tối hôm qua nhé. Trưa nay em sẽ mời lại anh có được không? Thì ra anh đã nói dối chị một cách trắng trợn.
tối qua anh đi ăn với một cô nhân tình rồi để con phải nhịn đói, chứ không phải là ra ngoài nhậu nhẹt với đám bạn của mình. Nếu sự thật là thế thì anh quả là người đàn ông khốn nạn nhất trên đời. Khi anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chị đã giận dữ vứt ngay chiếc điện thoại vào người anh mà khóc nức nở. Thấy chị như thế, anh hốt hoảng xem điện thoại rồi van xin: anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh chỉ hồ đồ một lần này thôi. Chị vừa uất nghẹn vừa nhìn thẳng vào mắt chồng rồi nói lớn: cả đời tôi chỉ yêu và lấy một người là anh, tôi chỉ mong gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà tôi đã lầm rồi, anh đã thay đổi, không còn là người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con như ngày xưa nữa. Vậy cũng chẳng có lý do gì để tôi phải níu kéo hay hy vọng nữa. Tôi sẽ ly hôn để anh muốn làm gì thì làm. Nói rồi, mặc cho anh thuyết phục đủ điều, nhưng chị vẫn kiên quyết bế con ra khỏi nhà. Đối với chị, tình yêu với anh giờ đã chết từ lúc đọc tin nhắn của cô gái đó. Phản bội vợ thôi chưa đủ, anh còn vì nhân tình mà bỏ mặc con, làm sao chị có thể chấp nhận một người chồng như thế? Thời gian còn lại, chị chỉ muốn hai mẹ con được bình yên sống với nhau. Ít nhất chị cũng sẽ không bao giờ ích kỷ để con phải bơ vơ một mình, chịu đói trong căn nhà.